Dạ, mến chào và chúc sức khỏe tất cả quý cô chú. Rất vui được gặp lại quý cô chú trên kênh ha. Hôm nay thì con cũng tiếp tục ghé lại vườn của anh Bình, giới thiệu cây mới cho quý cô chú mình tham khảo, mình giao lưu ha. Thì lúc nào cũng cập nhật nhiều cái mặt hàng mới cho quý cô chú mình lựa chọn hết quý cô chú ơi. Vườn anh thì rất là nhiều cây ha, phong phú đa dạng. Con mời quý chú cùng gặp lại anh ha, anh sẽ báo giá cho mình nha. Rồi, em chào anh Bình ơi. Rồi, em mến chào tất cả các bà con đang xem kênh à. Thì cũng tiếp tục giao lưu với bà con ở những cái cây bonsai ha, cây thành phẩm có ha, phôi có nha bà con. Thì bữa nay em có những cây linh sam, mai chua, rồi sam hương nha, cắt ghép sam hương ở Chiếu Thủy nuôi Gò Công nha. Thì bà con mình liên hệ mua cây qua số điện thoại là 0939442212 nha. Đó, thì hôm nay là mã chữ N nha bà con, nhớ cái mã chữ cái giùm em ha, tại vì em lên nhiều clip đó, có khi mình không gõ cái lộn là mệt lắm. Dạ dạ. 1N hôm nay là một cây nuôi Gò Công nha, phơm tàn cực kỳ đẹp nhưng mà thân thì bị lỗi nha, giá rất là mềm cho mình chơi luôn. Dạ. Chiều cao của cây là 42. Tổng chiều dài tán này là 88. Chiều sâu của cây này là 46 nha bà con. Cây này phơm thì cực kỳ mịn luôn. Cốt cành thì nó già nó to. Đó, vàng xương dâm nó chi chít hết rồi. Đó. Cây này thì vô cái chậu đẹp cái mình chơi vàng phơm cái cực là đẹp cực kỳ ha. Đó. Dạ rồi. Đây. Em đo hoành vị trí này nha. Hoành đây là 42. Đây, cây lõi nó đây nha bà con. Dạ. Chỉ còn nhiều thôi. Kiếm cục đá lắp vô nha. Yeah. Còn cái xương, dạng xương đó nè. Đó bà con mình xem đây cái cốt nó quá già đi. Nó dữ lắm, già luôn, cái này nó già quá già luôn. À. Xương cốt mình gai dây được hết trơn ha. Gai dây là được hết rồi. Đó, cái này nuôi cắt giật không nha bà con. Yeah. Lên được cái dạng phơm gì cũng có mười mấy năm nha, dạng xương gì đó, cốt cành gì đó. Ở thì cái này em giao lúa bà con có giá là 2.800.000, em bao ship toàn quốc nha, mã số 1N nha bà con, 2.800.000. Ở giá thì em báo sát ha. Ở này giá thì báo sát, em không giảm nha bà con. À. Đây, cắt đây mình đục mình làm lại một tí đây nữa nha, đây cứng rồi, rất cứng rồi cái này. Dạ. 2.800.000 anh. 2.800.000 ở nên mình mua chơi dàn phơm, dàn xương dập cũng đẹp cực kỳ nha. Rồi đổi cây. Dạ rồi. Đổi luôn. Tàn thì mình chơi mà. Rồi một cái cây tông cao nè chú ơi. Đây. Tông cao dáng rất là đẹp nè. Một cốt ba thân anh ha, cây quá già luôn. Cây này cực kỳ già luôn nha, cái pho này rất là già luôn rồi nha bà con. Dạ. Đây, con quay một vòng ha, thì cây đang lên tược rất là xum xuê nha. Này ảnh mới rút lại của chú ha, nó đang ra phơm lá mới. Cái này mà cái phơm mình nó to ra một tí xíu ha, nó dài nó to ra cái nó rất là cần xứng với cây. Ở về bà con mình nuôi thêm nha. Mỗi bên khoảng 2 tấc nữa anh ha. Dạ đúng rồi. Khoảng 2-3 tấc nữa của chú là cái phơm này. Chiều cao cây này là 90 rồi nha, khá là cao nha. Dạ đây nè. Xương thì có sẵn rồi, mình nuôi tàn nhanh lắm chú. Ngang như vậy. Ngang như là 74, cây này mà nếu vừa ngang mình nó ra được khoảng 90 là cực kỳ đẹp nha. Đó, mặt cắt thì một số mặt cắt kéo bít, ở một số thì nó còn đang kéo nha. Cây này thì thân già xù xì, ở đế đều đẹp luôn, cây này có đế nha. Nuôi Gò Công, ở một gốc lên ba thân, tam tài nha bà con. Đó. Già ghê anh ha, già nó là 48 nha bà con, hoành là 48 nha. Đây, 108 nha. Đó, cái này thì em giao lúa bà con giá là 5 triệu em bao ship toàn quốc cho mình nha. Giá 5 triệu em bao ship toàn quốc cho bà con mình luôn. Cây này được cái cực kỳ già đẹp. Thì lưu ý giùm em, cái vùng em mua cây này đa phần là trồng trong chậu nhưng mà trồng đất ha. Về bà con mình có thể là xử lý, thử đất ra bớt. Rồi mình vô giá thể mình trồng vào chậu mới nha bà con. Thì cái này thì đỡ già già lá một tí xíu á. Bà con mình thử đất ra, mình vào chậu đẹp nha. Ở mã số 2N, em bao ship toàn quốc cho bà con mình, em bao bầu cho đi nha. Dạ, da nó lên nhìn đã lắm chú. Không da nó muốn chảy chì xuống nha. Rồi, đỡ cây. Dạ, rồi. Này cây đẹp cũng khá nhiều ha chú. Đây là một cây sam hương. Sam đây, hương tiếp theo là cái sam hương. Ở giọng cách ghép sam hương. Dạ. Đây, cây này thì cốt cành khỏi chê luôn, rất là to luôn. Đó. Chiều cao của cây, chiều cao của cây là 66 nha. Một cây nuôi thành phẩm luôn của chú ơi. Tán ngang này. Tán ngang này là 97. Dạ rồi. Đó, cái này thì chắc chắn nè, cái này thì bà con về mình cái mặt cắt này thì cũng ổn định rồi. Đó, dạ. Những mặt cắt này thì về chủ yếu mình nuôi cho nó sâu sâu xuống chứ cho nó kéo mặt cắt lại thôi, kéo da lại. Dòng này cũng khá dễ kéo ha. Dạ. Hoành bụng cách hoành là 50 nha bà con. Dạ. Đế thì xòe đều ra heo chứ. Đế đều à.
để đều. Cây này thì vô chậu đẹp ha, cây rất năng luôn, dàn lá mở lên mình đầy đủ một cái ha. Nhìn nó rất là dày dặn nha. Đó thì mã số 3 nha bà con. Mã số 3 banner. Dạ. Mã banner này em giao lưu với bà con có giá là 6,5 triệu nha. 6,5 triệu thôi anh hả? 6,5 triệu toàn quốc, bao ship toàn quốc. Dạ. Anh giữ bằng tiền lại giùm em luôn mình đó. Đây nè. Mình nhìn mặt này hết chút. Mặt này nhìn cái bộ dàn đế nào chút, xè đã lắm luôn. 6,5 triệu nha bà con, em bao ship toàn quốc cho mình. 6,5 triệu cho cây sam hương thành phẩm này luôn. Rồi. Tiếp theo là một cây sọp của chú ơi, sọp lọc đỏ ha. Cây sọp này thì cái dàn cốt này cực kỳ già luôn. Rồi hôm nay ở lần trước thì lên thì em có xuống lá, lần này em xuống lá cho con mình thấy cốt cành cho nó dễ một chút này nha. Mình quan sát nè, quá kỹ luôn nè. Đây. Quá rõ luôn nè. Dàn cốt này to, cực kỳ to. Nuôi cũng rất là lâu rồi chú ơi. Nằm dựa lưng vô cục đá giống như cái dáng mình đang nằm thư giãn nghỉ ngơi anh ha. Dạ. Cao là 60 nha. Ngang gì là 90. Nhìn dáng rất là thông thả của chú ha. Đây, em đó hoành vị trí này nha. 24 nha. Dạ. À. Còn dàn chân đế đó nè, mình không có môi. Cái này không có xử lý đế nha. Mình đã có sẵn hết rồi nè. Cái này nhìn cái rất là đẹp, cốt cành đóng cũng khá chuẩn luôn, cốt to rất to luôn nha. Đó, cái này cốt nó liền lên luôn nha bà con. Đó. Cắt gút cắt giật là thu của chú ơi, nó ra dày dày tàn là chơi nè. Mã số 4 nè, cái này em giao lưu bà con giá 2,9 triệu em bao ship toàn quốc nha, em bỏ bầu này cho đi nha. 2,9 triệu 900 ngàn. À. 2,9 triệu theo chú. Rồi đổi giúp em luôn ha. Rồi tiếp theo mã số 5 anh nè. Một cây da đen lá lớn nha. Cây này thì gai dây hết rồi. Thì cũng trưng bày trước đó thì nuôi chậu ở mặt cắt nó mà không có mà kéo hết ha, nó kéo chậm. Chiều cao này là 46. Dạ. Yeah. Tán ngang này là 79 gần 80 nha bà con. Rồi. Này cũng một cụm lên 3 thân nha. Rất đẹp luôn. Em đo cái hoành ngay đây, cái đi là 48 nha. Rồi lấy quỳnh cũ đây là 69 đi. Đây. Đó, một bệ nu rất là đẹp nha. Dạ. Yeah. Cốt cành thì gai dây hết rồi. Gai dây hết rồi, rất là chắc chắn luôn, nhìn nó rất là chắc chắn. Nó to à. Nó to, chắc chắn cây. Đây, còn thấy mấy cái mặt cắt ở đây nè, nó đang bo lại thì cái này mình nuôi chậu quá. Ở dinh dưỡng nó không bằng nuôi đất nha bà con, hoặc là nuôi mình nuôi chậu lớn. Này nuôi chậu nhỏ luôn, ép từ chậu kiểu luôn ha. Bởi vì cái vàng mặt cắt của mình nó chậm. Này thành phẩm luôn chứ. Đây, cái này xong hết rồi. Cái này em giao lưu bà con có giá là 4,2 triệu nha, em bao ship toàn quốc nha. 4,2 triệu. Dạ. Mã số 5N nha. 200 ngàn. Rồi, đổi cây. Dạ. Đây. Cây này rất đẹp nha, 6N, một cây trung nu. Vô cái dĩa ha, lên ghiêu luôn rồi nha bà con. Cây này thì mình có những cái tượng rồi đó mình để xuống dưới ha, nhìn rất là đẹp. Cây này khá là nét cây nha. Chiều cao của cây đó là 56. Tán ngang này 42. Đây, hoành tổng ở đây là 22. Hoành một thân này là 15. Đây cái dàn nu nút, cái da đây. Da nó nhìn cái dàn da với dàn nu nút là biết cực kỳ già luôn rồi. Dạ. Đây, mặt tiền nha, rất là có duyên cây nha. Thì mã số sáp anh N này, giao lưu bà con có giá là 900 ngàn luôn chậu nha, em bao ship toàn quốc cho mình. Một cây gì mà chỉ có 900 ngàn thôi nha bà con. Rồi, mở cây. Dạ. Rồi, tiếp theo là sam hương nha. Đây. Cây này cây trực bên luôn á. Trực quân tử luôn nha. Phơm 3. Chiều cao đây là 32. Chiều dài tán này là 28. Hoành vị trí này là 17 nha. Cây này thì nằm chậu này cũng khá lâu rồi. Đó, dàn lá đang gút nhỏ là rất đẹp nha. Cây này nó trực mà nó nhìn có duyên nhau bà con. Dạ. Đầy đủ chi cành á. Đầy đủ chi cành luôn rồi. Một cây sam hương đẹp của chú ơi, mua xài của bác ơi. Mã số 7N thì cái này em giao lưu bà con giá là 550 ngàn, em bao ship toàn quốc nha. Dạ. Rồi, đổi cây. Chỉ 550 anh Bình ha. Đây. Cái này rồi. Thì 600 ngàn nha bà con. 600 ngàn mua xài của bác ơi. Đó, mã số 8N. Là... cao là 28, tán ngang là 39. Rồi. Hoành gì là 14 nha. 600 ngàn, em bao ship toàn quốc nha. Dạ. Đó, rồi, đổi cây. 620 chú. Dễ thương.
Cây này 550 nha. Đó, nó bị tác da này, em bán giá mềm lại tí nha, 550. Chiều cao cây ở là nó 35 tán ngang này, 42. Hoành này là 19 nha. Dạ. Cũ dưới đây 24, 550 ngàn, bao ship toàn quốc nha. Ở mã số 9 nè. Rồi, dạ. Ok. Rồi, tiếp tục luôn. 10N, à, 10N là một cái phôi chứa thủy nu gọt cong sắp đế đều đẹp nha. Dạ. 400 ngàn một phôi, em bao ship mình luôn. Cao gì là 12. Trực bên. Hoành gì đó là 17, 16 nha. Ở dưới đây là 25, à, cái cũ nha. Còn cái đế sắp này nó là 55. Đế này sắp đều rất là đều nha bà con. À, cái này thì em giao lưu bà con giá chỉ 400 thôi. À, em bao ship cho mình nha. À, bao ship bao sống cho bà con mình luôn. Rồi, đợi cây. Rồi. Đây, cũng là một cái phôi nuôi gò công luôn. Đây, cây già lùng. Này mình có chừa sẵn là những cái mục này để sẽ lên đây. À, mình làm cây này làm phôm tán đa nha bà con. Phôm tán đa thiên nhiên rất là đẹp luôn nha. Chiều cao cây là 18. Hoành đây là 34 nha. Cũ đây là 46. À, dạ. Tổng hoành đế bầu này luôn nha. Đây là khoảng 66 nha. À, cái này 600 ngàn. Bao ship toàn quốc cho bà con mình luôn. À, mã số 11N. Rồi. 600 thôi chú ạ. 12N. Đây, cái này đẹp nha. Dạ. 12N. Cốt cành to. Ở phơm mịn đây nha. Chiều cao cây. Chiều cao cây là 60. Tán ngang này. Đó là 53. Quanh vị trí này là 17 nha, đế đẹp nè ha. Ở 35, hai thân này nó quyện nhìn rất là có duyên nha. Cốt cành thì buông dây hết rồi. Rồi. Còn nhánh này thôi nha, nhánh này ha. Thì cái này em giao lúa bà con giá 800 bao ship toàn quốc nha, mã số 12N. Rồi, đợi cây. Rồi, 800 13N là linh sam nha bà con. Ở một cây linh sam thì cây này đi thì em sẽ bó bầu cho đi nha. Ở cây dáng bay rất là duyên luôn. Chiều cao cây là 36, tổng chiều dài tán này đó là 52. Hoành vị trí này là 20. Tổng hoành đế này là 36. Cái này giao lưu bà con giá là 600, bao ship bó bầu cho đi nha. Dạ, chỉ có 600 cho cái này thôi hay chứ. Bao ship cho mình toàn quốc luôn. Cái này quá mịn và đẹp luôn nha. Nuôi biết bao lâu rồi? Rồi, hỏi cây. Chỉ có 600 ngàn. Này nuôi trên 3 năm rồi. Đây, cây này luôn chậu 800 ngàn. Dạ, luôn chậu luôn hả? Luôn chậu luôn 800 ngàn. À, giá sát em không giảm nha. Cao 36. Chiều dài tán này đó là 53. Hoành đây là 21. Hoành cũ đây là 34. 800 ngàn luôn chậu mình luôn. Ở bà con mình thấy cái vàng lá nó dày mịn ha. Rất là đẹp, phơm mịn đẹp luôn nha. Đó. Cốt cành thì già. Cái này nuôi trên 3 năm, 4 năm rồi nha bà con. À, 14N nha. 800 luôn chậu. Dạ. Đổi cây. Đổi luôn. Rồi 15N. 15 là một cây me nha, một cây me chua. Đó, cây này hôm nay em giao lưu bà con giá 800 luôn. Cây này nó quái lắm chú, mà cứ chưa có duyên. Đây nè. Cao là 18, chiều dài tán này là 59 nha. Dạ. Cái này về mình đó. Vô sửa lại đàng hoàng làm cái giọng cho nó treo xuống tí ha, cái đầu xuống chút xíu nữa cây đẹp nha. Đó. Dạ. Rồi. Hoành đây đi. Đây 14 nha bà con. Con này khít luôn rồi. Con này dính vô đây đây. Rất đẹp cái con này luôn. Đó, cái này thì giao lưu bà con giá 800, em bao ship đi. Cái này chỉ 800 thôi. Chậu anh ha. Rút dạ. Ra. Rồi, ok. Đổi luôn giúp em ha. Mấy 15 cái nhỏ này mình bán giá 10, mềm với chú. 16 là một cặp này 600 nha bà con. Cái này thì em rút ra nha. Một cặp luôn anh ha. Một cặp 600. Luôn 600. Đao điểm nha, cao như gì là 36. Chiều dài tán này là 50. Rồi. Hoành đây là 24 nha. Cái này hoành ở đây đó là 18. Cao này là khoảng 39 nha. Chiều dài tán khoảng 50. Ở thì giá chỉ 600 ngàn. Em bó bao bầu cho đi nha. À, cặp nha bà con. Còn vài cặp em bán thanh lý luôn cho rồi nha. Rồi, đổi cây. Dạ, rồi. Đây, một cây me đẹp. Một cực cây me đẹp. À, cây này cực kỳ đẹp nha. Cây này thì nó đã không còn dây kẽm nữa nha. À, dây kẽm thì nó đã xả những cái chi lớn hết trơn rồi. Đó, phơm tàn cực kỳ mịn nha. Cốt cành rất là to luôn. Chiều cao cây. Chiều cao cây là 72. Tán ngang này đó là 76. Dạ. Hoành vị trí này 25. Đế này là 58. Cái này thì em giao lưu với bà con có giá là
1.900.000, em bao ship cho mình toàn quốc, giá báo sát em không giảm nha bà con. À, 1.900.000 anh ha. Đúng rồi, 1.900.000 nha. Em bao ship toàn quốc luôn. Này cũng có khách trả 1.600.000 nhưng em không bán nha. À, tại cây già giờ mua khó lắm. À, giá này cũng bình dân, rất là bình dân rồi. Yeah. Cây này em đi là em phải tốn mấy trăm ngàn tiền thùng với tiền cước khoảng to mấy trăm rồi đó. Rồi, to lắm to. Ha. Ở ngoài rất là to. Cái cành rất cũng duyên luôn. Ngọn đồ đầy đủ hết luôn. Đây. Cây này thì em giao lưu bà con là cái giá là 1.300.000. Mã số 18 nha, nu bà con. Cốt cành to trơn à. Chi cành cũng khá là được cây nha bà con. Như lực sĩ vậy không chú? Đây. Nu cơ bắp. Cục cục. Chiều cao đây. Chiều cao đây 22, chiều dài tán đây 39. Hoành vị trí này là 24 hay 25 rồi nha. Đế đây là khoảng 32. Cây này thì em giao lưu bà con giá là 1.300.000. Cây này thì nói chung là bà con mình nuôi thời gian nữa chơi là rất đẹp luôn. Cây này thì nửa đường anh ha. Nửa đường rồi. Nửa đường, nửa đường hơn nửa đường. Cái đồ này sau này to lắm rồi. Đúng rồi, cái đồ này. Đây, còn cái đọt này nó cái rồi à. Đó, mã số 18 nha. 18N. À, cây này cũng cuối clip nha bà con. Ủa cuối luôn anh hả? Cuối luôn rồi. Rồi cuối luôn rồi bà con ơi. Này cây bự lên nhiều thì mình lên nhiều thôi. Dạ. Thì cuối clip thanh mình cũng xin chào và chân thành cảm ơn bà con, rất mong được sự ủng hộ của bà con. Còn xem kênh thấy hay chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi những clip mới, em chân thành cảm ơn rất nhiều ạ. Rồi em chào anh Bình, con cũng kính chào cô chú, chúc cô chú ngày mới nhiều sức khỏe ha, vui vẻ, ủng hộ cho anh Bình nhiều nhiều cái ha chú. Cảm ơn và hẹn gặp lại.